Xin mời quý vị đặt câu hỏi. Xin mời anh. Kính thưa ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu và kính thưa vị chủ, như vừa rồi buổi vấn đáp đầu tiên á, tôi có hỏi một câu về Phật tánh và vị chủ trả lời thì tôi cũng rất đồng tình. Và hôm nay tôi có ba câu hỏi thắc mắc, tôi xin được hỏi. Nhưng câu hỏi của tôi rất đơn giản nhưng cũng đụng chạm khá là nhiều người. Thì vị chủ có đồng ý trả lời cho tôi hay không? Với phần nữa là tôi là người học đạo, tôi muốn kiểm chứng một cách rõ ràng, thực tế đó. Rồi không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người ở đây ai cũng muốn như tôi như vậy, thì ý vị chủ như thế nào? Mời anh hỏi tự do. Anh hỏi anh phải có cái điều kiện hỏi như thế này nha. Hỏi cái vấn đề gì phải đi đúng cái vấn đề đó, đừng là thứ hai nữa. Tôi trả lời không đúng câu hỏi, anh được quyền chính đúng câu hỏi. Điều thứ ba nữa, nếu mà tôi trả lời vòng vòng, anh nói thôi thầy đi xuống đi, thầy đi ngủ đi, đừng ngồi đây, cho được. Tôi không, dạ. Không sợ mất lòng đâu, tôi nói thật. Và câu hỏi thứ nhất của tôi có hai ý. Ý thứ nhất là tại sao các thầy giảng là Đức Phật dạy 84.000 pháp môn mà ở đây viện chủ chỉ nói có 6 pháp môn? Mà ý thứ hai, trong 6 pháp môn này có Tịnh Độ Tông, Mật Chú Tông. Như vậy Tịnh Độ Tông, Mật Chú Tông tu thành tựu được cái gì? Xin mời viện chủ trả lời cho tôi. Ai nói Đức Phật dạy 84.000 pháp môn? Dạ, tại vì tôi có đọc trong coi trên mạng, coi trong kinh sách. Thôi tôi biết rồi, tôi chỉ xác nhận vậy thôi. Cái phần này tôi sẽ nói riêng. Dạy 6 pháp môn tu còn không tu nổi mà 84.000 pháp môn. Tôi nói thiệt. Khi nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội có hỏi tôi vấn đề 84 pháp môn, tôi nói mấy thầy á, chứng minh là 84.000 pháp môn đi. Qua cái pháp môn thứ 7 thôi, nếu mấy thầy nói được. Theo cùng, nhà xuất bản Tôn Giáo phải ngưng, phải lại đồng ý với tôi. 84 pháp môn này nó không phải là cái pháp môn. Mà do cái vọng tưởng con người nó tràn ra, nó dậy á, nó dậy đầy như vậy á, mới 84.000 cái tưởng tượng của mình á, chứ không phải là cái pháp môn đâu. Còn đi vào cái câu hỏi là tu Tịnh Độ Tông cái gì, thì tu Tịnh Độ Tông là vãng sanh. Nên nhớ anh phải nghe từng câu từng chữ nha. Vãng sanh đến nước Tịnh Độ. Vãng sanh là sanh đi. Nhưng mà anh muốn lên đó thì anh phải có cái điều kiện, chứ không phải anh muốn lên đâu. Thì ở thế giới này nè, anh phải làm phước cho nhiều. Lúc nào anh cũng mong muốn là về cái nước Tịnh Độ ở. Trong kinh Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang có nói nè, nước Tịnh Độ là nước gì? Trên đó đất bằng vàng, chim thì bằng ngọc. Chim thì nó ca hát suốt ngày, cây cỏ cũng quả lá bằng ngọc, đi chu du đâu cũng được. Thành ra người dân ở dưới đất này là thấy cái chỗ đó hay, đẹp quá, cái diệu càng quý quá, bỏ số tiền đi, mong muốn về tỉnh ở. Mình phải mong muốn đi, nhưng mà đi phải làm phước mới đi được. Cái phước của mình đó là cái hành trang để mình đi, còn cái ham muốn của mình là cái lực để nó đẩy mình đi tới cái chỗ đó đó. Vì mỗi trong cái tam giới này, mỗi một nơi nó có cái tần số riêng. Anh ham muốn cái gì, tần số nó kéo anh vô chỗ đó. Chứ không có bàn tay ông Thích, ông A Di Đà cũng không có kéo anh được đâu. Nhưng mà ông chỉ cái cách cho anh mà người ta bây giờ ta không hiểu, ta tưởng A Di Đà kéo. Anh tạo đúng cái tần số đó, có cái số tiền bao nhiêu đó, con phước bao nhiêu đó, tự động khi mất thì trung mắm thân nó sở chở trực chỉ anh vào cái nước đó. Đó, bây giờ thì nói, nếu mà nói ra cái nó dài dòng thì bây giờ tôi nói là thứ nhất, anh phải làm phước thiện cho nhiều, anh ham muốn thật tột độ, thì khi hết duyên thì trung ấm thân sẽ chở anh về nước Tịnh Độ. Xong rồi lên đó anh sẽ hưởng những cái gì mà trong kinh Vô Lượng Thọ giờ Vô Lượng Quang nói. Vì thế mà trong kinh nó nói là cái nước đó là gì? Nước Cực Lạc, có nghĩa là vui sướng tột cùng. Anh nghe ở đây mà nghe nó vui sướng tột cùng là anh mừng quá vậy, thì bỏ bao nhiêu tiền cũng làm để đi lên đó ở hưởng sung sướng. Đó là vậy. Rồi còn cái vấn đề Mật Chú Tông nó cũng nằm ở trong cái dạng này. Cái Mật Chú Tông này nó không có giảng sanh nha, nên nhớ là cái Mật Chú Tông không giảng sanh. Mà Mật Chú Tông thì được đi vào, tự mình đi vào
Vì mà vì cái cõi đó nằm ở đâu? Nằm ở đây này chứ không đâu đâu. Mà nếu anh mà làm thần thì ở đồng bằng, anh ở trên đầu ngón cây, đầu cây thôi. Còn nếu anh trên núi thì ở chân núi á, nếu anh làm thần ha, thì tôi sẽ nói cái phần này. Thì anh cũng phải làm phước cho nhiều, phải niệm câu thần chú. Nhiều cái câu, mỗi câu thần chú nó đều có cái quay lực. Anh mà tu mật chú rồi, nó có cái quay lực, anh làm chủ ông thần đó luôn. Anh sai cái gì thì nó làm đấy. Thì trong cái người Ấn Độ nó có lập cái kia, có cái phim gọi là Aladdin và cái đèn thần. Anh nhớ không? Anh nắm được cái bài chú rồi, anh niệm ông thần phải nghe anh á. Ở tại chỗ thì anh sử dụng thần thông được, anh được quá biết quá khứ vậy lại. Còn khi anh muốn thi thố một hai gì anh làm được, mà anh phải niệm cho đến đúng cái quy lực của nó thì mới anh mới trở thành. Mà khi được rồi thì tự động anh tạo cái tần số hút vào cái loại thần để anh sống. Mà đa số là gì, người tu mặc chú là muốn thần thông à, thần thông thì anh phải làm đúng cái quy lực của nó thì tự nhiên nó có thần thông. Mà khi đã có thần thông rồi, hết duyên sống ở đây thì anh phải vô thế giới loại thần ở, chứ không phải giảng sanh, phải vào thế giới loại thần ở. Rồi có hiểu không, có thắc mắc thì hỏi tiếp. Dạ không, tôi hỏi câu thứ hai. Ở trong thành phố cũng như các tỉnh thành, hiện tại bây giờ thì tu viện thiền viện rất là nhiều. Vậy xin viện chủ giải đáp giùm cho tôi là trong đó dạy gì, và khi mà thành tựu thì được cái gì? Tu viện thiền viện phải không? Dạ. À, hai bọn tu thì rõ ràng mình vô đó mình ngồi mình tu, mình dũng cảm mình tu. Mình tu cái gì mà mình ham muốn đó là rồi tu viện. Mà thiền viện là vô dũng công ngồi tu bất cứ cái gì ông thầy chỉ. Thường thường cái thiền viện đó do một cái ông thầy quản lý, thì ông dạy cái gì mình phải vô đó mình tu, gọi là thiền viện. Vô ngồi thiền mà, cái viện ngồi thiền. Cái thiền viện này ở nước Ấn Độ nó không có, mà chỉ có người Trung Hoa nó mới có, Trung Quốc mới có thôi. Nó sản sanh là cái này mới đây thôi, chứ ngày xưa không có nha. Khi mà đạo Phật du nhập vào nước Trung Quốc một, khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma vô cũng chưa có. Mà khi tổ Bồ Đề Đạt Ma giao cho Huệ Khả rồi thì bắt đầu cái thiền viện nó mới mọc ra. Người ta hiểu lầm về cái đức cái ông tổ Bồ Đề Đạt Ma này, thành ra ta ngồi người ta dũng tu. Bởi vì mà lúc đó ông tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng không dám cải chánh nữa, là vì ông có cái nhiệm vụ mang cái quyền ký này đi đến phương Đông thôi, mang cái thiền tông này đến phương Đông thôi. Mà ông nói, nhưng mà ông có nói là đây là cái giáo ngoại biệt truyền, không có nói được. Bất lập chân trữ giáo ngoại biệt truyền thôi, chỉ ai mà thấy được tánh mình thì kiến tánh thành Phật. Ông chỉ nói vậy, ông không có dạy bất cứ cái gì, bởi vì cái nhiệm vụ ông phải dạy cái này. Vì thế mà mấy ông sư ở bên đó bắt đầu tưởng tượng ra lập thiền viện, từ lúc đó mới có thiền viện nha. Còn cái tu viện, cái tu viện đó đúng là đạo Phật không có đâu, nhưng mà lay căn. Lay căn ai biết không? Là đạo thánh. Đạo thánh lập cái tu viện ra để gì? Vô và sửa mình, xếp mình, ăn năn hối cải, cầu xin cái gì đó. Mà bây giờ tôi nói đạo thánh thôi chứ tôi không nói đạo đạo nào. Cái tu viện để ý. Rồi bây giờ cái đạo Phật mình là bắt trước, bắt mấy ông thầy bắt trước là lập ra cái tu viện, tu viện vô đó là cầu xin lại lục. Đó là gọi là cái tu viện. Nhưng mà cái, tôi nói thật, mới tôi nói thật nha, từ Bắc chí Nam bây giờ nó có hai cái tu viện thôi. Một ở cầu Hang, tu viện Quan Âm ở Biên Hòa. Hai, tu viện Tường Dân ở Bình Chánh. Đây là mới đẻ sau cùng. Khắp trong nước tôi đi hết, tôi không tìm thấy hai, không tìm cái thứ ba. Mà thiền viện thì có nhiều, nhưng mà cái tu viện mới có hai cái. Trong nước Việt Nam có hai cái. Chứ mà ông thầy tu theo đạo Phật không biết cái gì thì mới lập, nghe cái tu viện hay quá, tưởng nhiều nó ngầu tu để thành Phật này. Trời ơi, bởi vì làm con của Phật, là môn đồ của Phật phải nghiên cứu cho kỹ ông Phật nói cái gì. Còn ông không nói gì mà vô mình lập nghe người ta nói sao? Đem cái đạo bên kia vô tu viện là gì? Là do mấy đạo thánh ta vô để ta cầu xin lẫn lại, ta sám hối ăn năn cái gì trong đó đó. Yeah. Mình dịch tự nhiên là mình theo thằng Phật tu giải thoát mà vô trong đó lập ra cái này để làm cái gì? Rồi con hỏi tôi, đặt câu hỏi tiếp. Dạ câu hỏi thứ ba.
theo tôi tìm hiểu thì tôi được biết á, là dòng chảy của mạch nguồn Thiền Tông thì được các tổ sư thiền dẫn đi. Sao không nhắc tới dòng thiền Lâm Tế, Dân Môn, Tào Động, Pháp Nhãn và Quy Ngưỡng? Mà các vị sư này, các vị thiền sư này là đệ tử sau thời Đức Lục Tổ Huệ Năng. Như vậy là như thế nào? Có được truyền thiền hay không? Và có khác biệt gì với pháp môn Thiền Tông mà chùa Thiền Tông Tân Diệu đang phổ biến hay không? Nên nhớ rằng dòng Thiền Tông chứ không phải là dòng thiền sư. Nên nhớ một điều ha, dòng Thiền Tông, anh đủ tư cách một tổ thiền á, tổ sư thiền á, thì anh mới được quyền cái này. Còn mấy ông Dân Môn, Lâm Tế thì mấy ông đó là đệ tử của ông Huệ Năng, đâu có đủ tư cách bước vào trong hàng ngũ Thiền Tông này. Mà chỉ Lục Tổ Huệ Năng công bố huyền ký, mấy ông học lõm thôi, Huệ Năng không dám nói giải thích cái này. Mà khi đến hỏi Lục Tổ Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng dạy cho Bát Nhã thôi à, không dám nói một cái gì được. Là vì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có nói thế này: ông chỉ là con người tiếp nhận quyền ký để đi truyền thôi, để đến khi nào mà Long Nữ thành Phật, Long Nữ nhận được tập quyền ký này là cái nhiệm vụ của cái bà đó đó. Bà muốn nói gì bà nói, Đức Phật dạy gì bà biết. Nha, thì dòng Lâm Tế rồi Quy Ngưỡng rồi mấy cái người Pháp Nhãn làm sao biết cái này? Đâu có đủ tư cách đứng như này, đâu có đủ tư cách mà đi vào trong cái dòng Thiền Tông này được. Mà tôi nói thật à, người Trung Hoa thiền sư giả 80-90%, 80-90% về giả hết. Còn ở Việt Nam thiền sư giả tôi nói 100% chứ thôi tôi cho bớt rồi, còn 99%. Bây giờ tôi chứng minh là cái thiền sư giả như thế này, lập ra cái thiền viện tu. Hỏi tu gì? Tu Thiền Tông hả? Tu Thiền Tông tôi không biết. Ở trong này là có nhiều anh em đi hỏi, nó đã anh tu Thiền Tông mà anh không biết làm cái gì. Giống như anh mở cái trường học ra anh dạy chữ, người ta hỏi chữ anh không hiểu, rồi bây giờ có đó phải là giả không? Bây giờ rồi mấy anh em hỏi chứ bây giờ thưa thầy, giác ngộ là gì? Không biết, trả lời tầm bậy tầm bạ. Chứ cái chuyện còn cái giải thoát nó rất cao, làm sao trả lời được? Cái đó là hoàn toàn là giả chứ còn gì đấy. Chả xưng mình là thiền sư, hỏi giác ngộ là gì không biết, giải thoát là sao không biết, 100% giả. Mà trong khi người nào cũng biết, đi vô đó nói. Thành bây giờ cái dòng thiền này nói cho em biết là đi theo có dòng Thiền Tông thôi, chứ không có mấy ông thiền sư không có nhào vô đây được. Thiền sư Đức Phật nói giả lắm, về sau này giả, hàng lúc này hàng giả nhiều lắm, Phật không cho. Kể cái đất rồng này là không có thiền sư nè, nó thật. Ông cam đoan là đất rồng không có thiền sư, mà giờ thiền sư mọc lên như nấm. Rồi bây giờ nói là sao vậy? Để em hỏi tôi mới nói nha. Còn bây giờ ai giả thì tôi cũng nói, ai giả tự mày biết. Còn ai nói tôi thiệt là đây, đối chất, ở đây tôi tổ chức cho đối chất. Đúng, em hỏi tiếp đi. Qua ba câu trả lời của viện chủ thì tôi tạm tin, nhưng mà tôi cũng phải xem xét lại. Tại vì tôi hiểu là Đức Phật dạy rất là khoa học và thực tế, không như những gì mà mơ hồ hay là mê tín gì hết á. Thì cảm ơn viện chủ, tôi không còn gì để hỏi.